Dạ bác Chiến, xin chào quý anh chị. Tiếp theo hôm nay là Chiến sẽ giới thiệu đến quý anh chị một căn nhà. Đây là một căn nhà đang vào phần hoàn thiện như quý anh chị. Đây là một căn nhà vừa xây mới hoàn toàn, chuẩn bị sắp xong. Tầm khoảng nửa tháng là xong rồi, đang hoàn thiện và nằm trên con đường 5x5 thuộc khu vực Hòa Xuân. Vâng, đường 5x5 khu này là khu dân cư dân trí rất là giàu, nhà lầu và xe hơi rất là nhiều. Đây khu vực đường 5x5 và lề 3m. Con đường này nằm sát chợ Hòa Xuân quý vị nha. Rất là tiện lợi luôn. Trung tâm của phường Hòa Xuân. Thì khu căn nhà này thì xây dựng là 1/2 lầu. À, 1/2 lầu và diện tích đất của nó là 110 m², thì ngang 5m, bề dài 22m của quý anh chị, nằm hướng đông nam, hướng rất là đẹp, hướng rất là mát mẻ luôn. Căn nhà 110 m² và khu vực phía trước này xây, chúng ta xây để sân gara ô tô, khu vực sân gara ô tô rất là rộng. Diện tích của căn nhà này là 110 m², và phía trước chúng ta chừa 20m, phía sau chúng ta chừa 10m, làm một cái khoảng trống, khoảng sân vườn đẹp. Đây là khu vực phòng khách, phòng bếp. Thì nhà này 110 m² nhưng mà không xây theo kiểu phong cách thoáng, cho nên là phía dưới không có phòng ngủ quý anh chị. Đây căn nhà đang vào bã ba tích và chuẩn bị lắp gạch. Đây là khu vực phòng bếp, xong rồi đến toilet. Phía sau chúng ta có một khoảng sân nữa để trồng cây, trồng rau. Đây khu vực phía sau nhà chúng ta cũng có đất trống nha quý anh chị. Thì Hòa Xuân thì chúng ta đã biết rồi, khu vực Hòa Xuân chúng ta vị trí và khu dân cư sống rất là đẳng cấp ở thành phố Đà Nẵng. Khu vực này khí hậu rất là tốt, gần sông và đường 5x5 và diện tích rất là lớn, chúng ta ở thoải mái. Nếu quý anh chị nào có nhu cầu mua đất và xây nhà tại Đà Nẵng thì có thể liên hệ với Chiến nha. Ok, đây là căn nhà sắp xong rồi, tầm nửa tháng nữa là xong. Cho nên là quý anh chị nào có nhu cầu mua nhà thì có thể liên hệ tới Chiến luôn. Vì căn nhà này đang được chuẩn bị chào bán với giá là 5,5 tỷ nha quý anh chị. Vâng, 5,5 tỷ và nằm hướng đông nam, diện tích 110 m². Rất là ở rất là thông thoáng và rất là sướng. Khu vực dân cư dân trí cao. Hòa Xuân thì quý anh chị biết rồi, khu vực đẹp nhất của thành phố Đà Nẵng, với khu quy hoạch rất là đẹp, diện tích toàn 100m trở lên, đường xá rộng rãi, thoáng mát, dân cư yên tĩnh, định cư rất là tốt. Tài chính thì cũng vừa phải, tầm 5,5 tỷ thôi. Quý anh chị có một căn nhà rất là đẹp và căn nhà này được sắp hoàn thiện và công năng của nó là gồm có là 4 phòng ngủ và 4 toilet, 2 một phòng khách và một phòng bếp, một phòng thờ, một sân phơi. Nhà thiết kế theo phong cách hiện đại của năm 2022 của anh chị. Các không gian được thiết kế rất là hiện đại, khu vực căn nhà mọi nơi chúng ta đều lấy ánh sáng rất là tốt. Vâng, giá bán là 5,5 tỷ cho quý anh chị. Nếu chúng ta có nhu cầu thì liên hệ tới Chiến nha. Tới Chiến sẽ dắt anh chị đi xem trực tiếp căn nhà này và đàm phán giá cho chính chủ nhà luôn. Căn nhà xây dựng theo cách mê lệ rất là đẹp và được thiết kế và trang bị full nội thất như trong hình 3D như quý anh chị. Vâng, căn nhà nửa tháng nữa xong và lên hình 3D rất là đẹp, full nội thất rất là đẹp. Cho nên là quý anh chị có nhu cầu mua nhà định cư ở Đà Nẵng có thể nhanh tay để liên hệ đến Chiến nha. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video lần sau. Thank you.